Đấy, cậu cháu thấy cái món này của bà này ngon chưa? Bà mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức nhá, với bà nhá. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một đĩa trứng vịt lộn sốt mỡ hành siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa trứng vịt lộn sốt mỡ hành này bà chuẩn bị đây. Chỗ này là 200 quả đấy. Các cháu thấy ngầu chưa? Ấy, đây này, những chú trứng bà làm sạch sẽ rồi. Trắng ngần, thơm lắm, ngon đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà đi nhóm bếp luộc trứng này. À quên, bà giới thiệu, đây là mỡ đây nữa nhá này. Đấy, thiếu mỡ này. Còn đây này, sốt mỡ hành, không thể thiếu hành được này. À, lại còn đậu phộng nữa cơ. Còn đây là bơ này, để bà cho bơ vào để cho thêm một cái vị trứng nó ngon nhá các cháu nhá. Nó thơm ngon, nó ngậy này. Đấy, rồi bây giờ bà đi nhóm bếp bà luộc trứng này. Thì các cháu mà xem clip này có thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Để bà có nhiều sức khỏe nhá. Thôi, bà đi luộc, giống bếp luộc nhá. Bà làm rồi, bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà cho nó vui nhá. Đi, đi bà đi thực hiện luôn này. Ờ, các cháu ơi, bây giờ bà bỏ trứng vào luộc nhá. Cháu Liễu mở vung cho bà. Dạ vâng ạ, mình chào tất cả các bạn nhá. Dạ này mình hơn, đấy, mình chịu khó về nhà bà Tân. Bạn nào mà gầy như mình thì năng chịu khó về nhà bà Tân nha. Cháu Liễu dạo này mới ở Mỹ về. Cháu về bà chơi. Rồi, bà bỏ vào đây là. Ấy, nước đã nóng già rồi. Ê, 200 quả này mà. Ê, nước nóng già rồi đấy. Phải cho nước nóng già các cháu ạ. Khi nó sủi là phải cho nhỏ lửa không nó vỡ. Rồi, bà bỏ vào. À, các cháu ơi, đấy, bây giờ bà bỏ hết rồi. Khả năng là bà đẩy vung vào, bà luộc độ hơn chục phút là chín rồi nha. Cháu Liễu ơi, đẩy vung vào. Rồi, đấy. Các cháu ạ, đấy, trong khi chờ đợi trứng nó chín, bà đi làm rau hành nhá. Cái món coi là trứng vịt lộn sốt mỡ hành này nó tốn nhiều nguyên liệu rau hành lắm. Thôi đi. À, các cháu ơi, đấy, bây giờ bà thái rau hành nhá. Rồi, cái gốc này là để riêng đây. Thế, bà thái vào đây. Wow, thơm lắm các cháu ạ. Rau hành thơm lắm. À, các cháu ơi, đây nó sủi được mấy phút rồi, chắc là chín rồi đấy các cháu ạ. Thôi bà vớt ra thôi. Wow, ui hồi, làm bóng quá. Khả năng bà vớt ra đây các cháu ạ. Không thì luộc kỹ quá nó không ngon. Ấy, hai trăm quả. Kiểu một đĩa đầy đấy các cháu ạ. Lóc cóc, lóc cóc. À, các cháu ơi, bây giờ hai bà cháu gọi là bóc ra nhá. Đây các cháu nhìn, ui lòng quá, hơi bỏng đấy. Ui, các cháu này, ai già nước rồi rồi, ngon đấy. Ui, bỏng lắm các bạn. Bỏng lắm các cháu ạ. Ai già, nước cái hút. Cháu Liễu nhanh thế. Con này cứ ăn mà con nhanh rồi. Thế cháu làm nhanh thật. Ý, chả biết hôm nay về đây nhưng mà có kẹo lạc tặng bà không đấy? Có không đấy? Con có bạn. Ai dạ? Ai dạ? Hôm nay con có vị khác. À, lại có vị khác cơ à? Vâng. Thế là lại 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 kẹo lạc rồi, có kẹo lạc rồi. Ôi bọc quá. Cháu ơi, sốt mỡ hành. Ôi bọc thế. Bỏng lắm các bạn ơi. Bỏng lắm. Chắc là ngon lắm này. Tí bà sốt mỡ hành nữa. Bóc được một nửa rồi các cháu ạ.
một lửa rồi. Ý, các cháu nhìn thấy ngon chưa? Wow. Ui, các cháu ạ, ngon không là được một đĩa đầy rồi đấy các cháu ơi. Thì bây giờ bà sẽ đi coi là nấu sốt mỡ hành lên nhá. Sau là tưới lên, ngon đấy. Bà làm rồi, bà mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức với bà nhá. À, các cháu ơi, đây, coi là trứng vịt lộn sốt mỡ hành, đây là mỡ lợn đấy các cháu nhá. Đấy, đây là mỡ lợn đây này, các cháu nhìn này. Ý, đấy, thấy chưa? Chứ không phải là dầu ăn đâu, đấy. Ý, mỡ lợn đấy. Các cháu ạ, món này ăn vừa béo. Rồi, các cháu ạ, đấy, cái món gọi là sốt mỡ hành, bà có cho thêm bơ vào nhá các cháu nhá. Cho thêm bơ vào để ăn cho nó ngậy, nó ngon. Bơ đây này, đấy. Ngon chưa? Bỏ đây thôi. Ui, nó không ở nhỉ. Rồi, đấy, bà cho bằng này thôi. À, các cháu ơi, đấy, bà không cho ớt thì bà có cho chẩm chéo Tây Bắc đây các cháu nhá. Đấy, bà cho chẩm chéo Tây Bắc vào. Để cái món chẩm chéo này là cứ mang ra là làm đồ chấm cũng được, rồi là đồ xào, nấu, tẩm, ướp, lướng lung là được hết các cháu ạ. Ngon lắm. Wow, thơm đấy. Đấy, bà cho rất nhiều chẩm chéo các cháu ạ. Chẩm chéo này nhà bà bán, cháu nào mà mua thì nhấn vào số điện thoại nhá. 0374843230 các cháu nhá. Đấy. Rồi bây giờ bà sẽ bỏ nước mỡ vào thôi. Ui dồi ôi, cái món hôm nay thì. Rồi bây giờ bà bỏ nước mỡ vào này. Ý, các cháu nhìn này. Ai à. Ý, ngon đấy. Rồi. Ồ các cháu ơi, đấy, lượng mỡ hành nó thơm lắm rồi, ngon lắm rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ bà tưới vào trứng nhá. Xem là. Ý. Sau này lại rắc đậu phộng lên nữa các cháu ạ. Ai à. Thơm ngát rồi. Ý. Đấy, các cháu thấy cái món này của bà này ngon chưa? Ý. Ngúi đã ngon rồi các cháu ạ. Bà mời tất cả các cháu tới đây thưởng thức nhá, với bà nhá. Ý. Lại còn vừng nữa các cháu ạ, đậu phộng rắc lên ạ. Ý. Chào Bách ơi, lấy cho bà đậu phộng đây. Đấy. Các cháu ạ, bây giờ là khả năng đến đậu phộng này. Đây các cháu lại đậu phộng này. Đấy, lại rắc vào để ăn kèm này. Thế nào. Ý. Mình chào các bạn nhá. Mình chào các bạn nhá. À, các cháu ơi, đấy, bà đã làm xong một đĩa gọi là trứng vịt lộn sốt mỡ hành rồi các cháu nhìn này, ngon chưa? Đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng ăn với bà nhá. Bây giờ bà múc vào, bà mời các cháu nhá. Đúng rồi, bà ơi. Thơm thế bà ơi. Thơm thế. Thơm thế. Đây các cháu ơi, để bà lấy, bà mời các cháu, cháu nhá. Cháu chảy cái miếng rồi bà ơi. Ý. Bà ơi. Thôi. Con người toàn mùi, mùi bơ với lại mùi hành. Đúng rồi. Này. Chéo nữa phải không bà? Đây. Con nhìn thấy đỏ đỏ kia là chẳng chéo rồi. Cháu Bách đưa cho các em. Đây, quả các cháu đây. Của các cháu, các hôm bạn. Nay mình lại đến nhà bà ăn trực nhá các bạn nhá. Bởi vì nhà chị giáo này mua gà nhà các bạn. Không phải chị ăn trực. Chị Liễu bị hàng xóm chê là suy dinh dưỡng nên là bây giờ chị Liễu quyết tâm đóng cọc ở đây các bạn. Quyết tâm đóng cọc. Rồi. Ở đây cháu Bách đưa cho các em nhá. Chào vợ. Chuyển cho các bạn ở dưới. Chú cháu bảo là truyền đây, đây là của các cháu ăn phải mời cô chú đấy. Chị ơi. Để thìa vào bát nhé. Rồi. Đây thìa đây. Thìa có sẵn rồi. Thìa có sẵn rồi. Đây chuẩn các bé ở dưới. Đây. Các cháu ạ, cái món này ăn bổ lắm đấy. Này đây cháu Hương đây. Bà mời cháu Hương nhá. Đây cháu Hương cầm. Cháu Hương ăn mạnh lên nhá. Cháu ăn cháu mời cô chú nhá.
Rồi, yeah. Cháu Mạnh, cháu Phúc. Phúc, Phúc. Đây, chuyển xuống. Đấy, của cháu đấy. Rồi. Ôi, hôm nay có cả em trai của Hoa Vanh đến nữa các bạn ạ. Đẹp trai đấy. Em trai của Hoa Vanh các bạn. Em trai của Hoa Vanh là áo vàng. Rồi kia. Nhà toàn con trai. Bà còn cháu Mây nữa bà. Mẹ đẻ thêm con gái lại lòi ra thằng con trai các bạn. Mây đây. Các cháu này phải ăn mạnh lên. Cháu Liễu ăn mạnh lên nhá. Dạ vâng ạ. Tí là phải có kẹo lạc tặng bà đấy. Cháu Bách có... Cháu chưa có mua, cháu xin bà nhá. Ai dạ? Có vị... lại có vị mới. Đúng vị, vị gì nữa đấy? Đây, của Quân đây, của Quân đây. Các cháu ăn bằng thìa nhá. Có đủ chưa? Đủ hết rồi nhá. Rồi, bây giờ bà mời các cháu ăn nhá. Tất cả các bạn nhá. Tất cả các bạn nhá. Bà mời các cháu ăn nào. Đây các cháu này. Thơm thế các bà ơi. Các cháu nhìn này. Bà mời các cháu nha. Wow, là, các cháu ăn đi. Món này đúng là món khoái khẩu của con đấy. Mời các bạn nhá. Mình tưới thêm chấm chéo các bạn ạ. Mình ăn cay lắm. Nhiều quá. Này, anh vừa lúc cháy đã. Nó béo béo ngậy ngậy thơm vị ai nhỉ? Ai cháu Liễu được tiếu của chấm tưới của chấm chéo à. Rất là cay. Chấm chéo này nó không bị hắc, nó không có bị hắc quá nhá mọi người nhá. Rồi mời các cháu nhá. Mình mời các bạn nha. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mùi bơ thơm quá. Ngon các bạn. Chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn. Đấy, mình tưới các bạn nhá. Đấy. Thơm ngon các bạn. Có hành, ngạt. Chấm chéo của mình bắt ké rồi các bạn. Mình ngon. Được rồi. Hương vị Tây Bắc. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon lắm các bạn. Thơm ngon lắm các bạn. Ngon ơi ngon. Có cả lạc vào thơm thật. Đúng rồi. Các bạn ơi, mình lại làm quả lũa này các bạn ạ. Được rồi. Các cháu nhìn này, khi quả trứng vịt lộn nó rau hành rồi là... Đấy, các cháu nhìn này. Bà mời các cháu nhá. Mình mời các bạn nhá. Đây, ăn này mới gọi là ăn này các bạn. Đã nhỉ? Đã. Đã nhỉ bạn Quân nhỉ? Quá đã luôn. Lạnh lạnh này. Ăn đi mời các bạn nha. Mời. Nó béo béo người các bạn. Con lau các bạn. Mời các bạn nha. Em trai của anh áo vàng ấy các bạn. Em trai. Mình mời tất cả các bạn nha. Con cháu mời cô chú đi. Con cháu ăn mạnh lên. Con cháu ăn mạnh mời cô chú nhá. Vâng ạ. Cháu Hương mời cô chú đây. Ngon thế bà ơi. Hôm nay con phải ăn hết 30 quả bà. Ngon bà ăn ngon thật đấy. Mình mời tất cả các bạn nhá. Ít anh ạ. 30 quả phá kỷ lục rồi đấy cháu ơi. Em bà ăn 200 quả. Cháu Liễu mời em cháu ăn mạnh nha. Nạnh nạnh này ăn bạn nào mà muốn tăng cân đấy thì ăn nhiều trứng vịt lộn. Ngày xưa mình gầy mình ăn nhiều trứng vịt lộn mình béo lên các bạn. Đấy mời các bạn ăn quả lưỡi nhá. Mình gọi mình phải ăn nhiều quá. Cháu bác ăn mày lên. Cháu ăn mày lên. Cháu bác bác ăn thấy ngon không? Ngon mà. Thơm thơm vị bơ. Bà có hơi rồi bà ơi. Ai dạ? Wow. Tôi bà lấy bà mời. Các cháu này. Ngon quá bà, làm ngon quá. Ui. Trong đời của mình chỉ ăn hàu nướng mỡ hành. Cháu có ăn thêm chấm chéo vào cho nó ngon. Xin, vâng. Cháu ạ, tưới thêm chấm chéo vào cho nó đậm. Con tưới thêm chấm chéo nữa cơ. Chứ vị lộn. Tưới thêm chấm chéo ăn ngon lắm các bạn ạ. Rất ngon. Cưng tốt nhiều ăn thế này các bạn nữa rồi cấp này nhiều ăn thế này chó phải chảy nước mắt các bạn. Chào bà Tân nha. Cháu Huy đâu hả? Cháu ở nhà xuống hả? Bà ơi con công việc đi qua đây con vào thăm bà với thăm các ôi em. Ôi giời ơi ngồi đây chừng nước con tay cái đã. Ừ. Thế ngồi đây. Sao thì có cái đĩa gì mà to thế này bà? Đây là đĩa trứng vịt lộn sốt mỡ hành.
con lấy bát đấy, con lấy bát cho anh Huy. Mời anh Huy. Một bát nhá. Bà ơi, hôm nay thì con từ Lai Châu đi qua đây. Con có một chút quà con tặng bà. Nhiều món thế này, những món gì mà ghê đấy. Bà ơi, đây là xương cao cao xương ngựa bạch. À, cao xương ngựa bạch à? Thì rất là tốt cho xương và răng và hỗ trợ suy nhược cơ thể. Ừ. Đấy, cái này rất là tốt. Thế à? Trong này thì có các lạng nhỏ bà nhá. Ai dạ, có một hộp con đây. Đây này bà này. Ai dạ, đây gì? Vâng. Đây này, đây. Thì kiếp về chơi bà lại còn đây. Còn mang cái tặng bà nữa. Thương hiệu Hữu Dâu luôn mà thương nhá. Thương hiệu Hữu Dâu à? Vâng. Đấy. À đây bà xem nào. Thế có nghĩa là cao xương ngựa bạch cao đấy. Cao xương ngựa bạch ạ, à, vâng. Châu Liễu. Anh ơi. Còn đấy. Cái là tốt cho xương và răng và hỗ trợ. Thế là tặng bà nữa cho thôi để cứ về để chơi để vui thôi còn tặng bà. Con thế còn món gì đây nữa đấy? Có còn nhiều món lắm. Đây. Ai già, Hữu Dâu. Ơi, đây con có món đặc sản của Tây Bắc, đó là thịt ngựa sấy này. Bao tiền một cân đấy? Cái này thì 1,3 triệu một cân, con bán lẻ. Cái này là 500g thì là 650.000. Còn là đây là thịt lợn sấy vào nhá. Lại có lợn sấy nữa à? Con này con về. Ừ. Đây. Ồ, thế lợn sấy bên trong màu nó cũng đen nhỉ? À, vâng, thế nó cũng có màu đen đen mà. Đen này. Vâng. Cháu Liễu nhìn này, nhìn. Wow, ngon đấy. Ừ. Vâng, anh có bán lẻ không anh? Anh có chứ. Còn bà đây thế là cũng bán hàng ở online à? Con cũng bán đấy bà. Cái này thứ nhất là sản xuất ra là xong là con cũng bán. Còn đây là lạp sườn bà nhá. Cái này mà ăn với mấy xôi nếp cẩm Tây Bắc thì ngon đấy. Xôi tím này, cái xôi tím hôm về nhà hàng cháu ăn ngon thật, đã thật, nó dền, nó dẻo, nó đậm. Con biết bà hôm nay lên bà thích ăn món này hôm nay. Cái món này là ăn kèm với mấy món là lạp sườn này mà ăn mấy này cũng rất ngon, hoặc là ăn với cá nướng ba bị bình thường như là một cái đĩa này thì bao tiền? Cái này con một cái suất này là con đang bán lẻ là 60.000 bà. À 60.000 à? 60.000 về chỉ cần đồ lại là ăn thôi. Về là hấp lại ăn thôi, còn con làm chín hết rồi. Anh ơi, mẹ con em chả có gì thôi. Ngoài trứng. Mời anh ăn món mẹ. Thôi, cháu củi dày ra ngồi đi ăn với trứng vịt lộn sốt mỡ hành với bà. Con cứ làm hết cái đĩa to kia của bà nhá. Thoải mái ăn. Tiếp về chơi cho bà nhiều quà thế. Ôi thế bà cảm ơn cháu nhá. Cháu ngồi đấy. Ôi. Yeah. Anh ơi. Em mời anh. Cháu ăn đi. Món này chắc là không khỏe bằng ngựa bạch, cao ngựa bạch của cháu cái đâu. Cái này thì cũng tốt đấy. À, cho cháu xin bát nữa à? Tốt một kiểu mà. À. Cho cháu xin bát này. Rồi, con mời bà nhá. Rồi, cháu ăn đi, cháu ăn. Các em rồi, chú Huy mời các cháu nhá. Dạ vâng ạ. Cái này con chỉ ăn được khoảng 50 quả thôi. Anh Huy, anh ăn 50 quả vẫn chứ. 50 quả thôi. 50 quả. Bà ơi, cho cháu mai bát nữa bà ơi. Đây. Mấy chặt được giấy. Cháu ăn mày lên. Cháu ăn thế nào, ngon không? Cháu mai đây. Bà cho con bắt nữa. Bà làm như nào mà ngon thế nhỉ? Bà coi là luộc trứng lên rồi là bỏ bơ rồi là mỡ rồi hành rồi là chấm chéo. Ủa? Sốt lên là tưới vào thôi. Lần đầu tiên con được ăn món này đấy. Hãy sốt đi chấm chéo cho nó ngon anh nhỉ. Bà hỏi liệu có ngon bằng thắng cố của cháu không? Em thấy anh ở trên mạng đã lâu hôm nay anh nhỉ. Sốt đi cái này vào. Thật đấy. Vâng. Thế đăng ký bao lâu theo dõi anh chưa? À cho con bán nữa. Em đăng ký rồi ạ. Ừ, ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Cháu Huy này có món thắng cố ngon đấy. Ăn béo béo này gọi con thì nó cũng ngon nhưng mà mỗi vị nó khác ạ. Đây. Đấy. À cho cháu bán nữa ạ. Đưa bàn tọa đưa đây. Đây các cháu ạ. Cái món này ngon. Cái này là ăn này nó khỏe bà ạ. Khỏe đấy các cháu ạ. Này. Cháu ăn mày lên. Con là ai à? Thế đâu bạn bao nhiêu đây? Bạn ăn nữa kìa. Ừ. Phải ăn hết cái đĩa siêu to của lô bà ấy. Ăn hết. Ăn mấy chục quả rồi các bạn. Mấy chục quả. Mình ăn hai bát rồi các bạn. Này, cháu Quân này hơi gầy. Cháu Liễu cũng hơi gầy. Ăn mày lên. Bà ơi, bà món thưởng thức món xôi tím này mới lại cái lạp sườn của con thế nào? Đúng rồi, bà thưởng thức món xôi tím của cháu Huy Dâu đấy. Cháu đi 500 cây mang về đây tặng bà. Bà cho vào bếp bà đồ lên luôn đấy các cháu nhìn này, dẻo quánh này. Đây, tại đây là lạc xưởng này các cháu nhìn này. Bà mời nhá. Đúng bà. Các cháu ạ, ôi nó giòn lắm mà nó đậm. Chầm chéo cũng được. Ăn kèm với lạc sườn này. Lạc sườn. Thơm hết. Bây giờ đến lượt em thử nhá. Con thử đi. Cho em xin ít xôi tím. Đây cái xôi này hôm nọ mình lên Lai Châu mình chỉ ăn xôi thôi. Ngon lắm. Mời các bạn nhá. Đây là lạp sườn anh vừa nướng ở bếp lúc nãy mẹ mình nấu món trứng sốt mỡ hành xong các bạn ạ. Mời các bạn nhá.
ăn hợp không bà? Hợp. Các cháu ở khi đưa xôi này vào miệng ăn nó già lắm, nó già nó êm lắm. Ngon, lại cắn cùng với lạc xưởng nó tuyệt vời. Có ngọn gạo lếp lương của cháu trên đấy là già này. Ôi, lạc xưởng nhanh vị rất lạ nhá. Cái này được. Ê. Đây. 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 Anh Huy ơi, cho em xin cái lạp xưởng ngay. Đây rồi, đây. Vâng, cho em xin. Phải ăn lạp xưởng. Vâng. Ăn kèm này cháu Bách. Chấm, đưa, chấm đưa cho các em, đưa cho các em. À. Đây. Lạp xưởng đây các bạn ơi. Vâng, hãy đưa lạp xưởng cho các bạn mới kìa này. À. Nào đây. Đây. Mời các cháu nhá. Đấy. Ngon, tuyệt vời. Công nhận ăn với lếp lương ngon. Các cháu ạ, cái món xôi tím của cháu Huy Dâu này là làm ở cái lếp lương ngon lắm, ăn nó già lắm các cháu ạ. Lại khi ăn cùng với lạc xưởng này các cháu này nó rất là đã miệng hết luôn. Ngon. Thì các cháu ơi, đấy. Hôm nay bà cảm thấy rất là vui, có cháu Huy Dâu đi 500 cây số về chơi để tặng bao quà, chứ to khổng lồ đằng sau này. Đấy, mà lại cùng với lại cái đĩa trứng vịt sốt mỡ hành các cháu ạ. Trứng vịt lộn sốt mỡ hành ăn nó đã lắm, ngon lắm. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip rồi nhá. Thì các cháu mà xem video này có thấy hay thì like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Thì bà chào tất cả các cháu nhá. Bye bye.